quan như nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chơn biên tập minh tâm thời gian ngày 11 tháng 11 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội Hồng Quân Tập 192 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 224 Bắt đầu xem từ câu sau cùng Kinh này cũng như vậy Muốn khiến chúng sanh Trong mười phương chính giới Cùng nhập vào nhất thừa Đại thệ nguyện hải của Phật Di Đà Tất cả hàm linh đều được độ thoát Thế nên thế gian từ Tài vương như lai dạy rằng bây giờ chính đã phải lúc ông nên nói đầy đủ khiến chúng sanh đều hoan thiện cũng khiến đại chúng nghe pháp xong đều được lợi ích lớn chúng ta đọc đến đây kinh này là bộ kinh vô lượng thọ trong này nói cũng là như vậy đây là ở trước dẫn chứng Kinh Pháp Hoa Chúng ta biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là một thanh niên rất hiếu học 19 tuổi Từ bỏ hương vị Ngoài ra đi cầu học sống đời khổ hạnh tăng đương thời tại ấn độ về phương diện học thuật tôn giáo có thể nói là đứng đầu trên thế giới lịch sử này chúng ta cần phải biết tất cả tôn giáo thời đó ngài đều học qua tham học qua tất cả học phái những học phái này đối với ngày nay mà nói từ phương diện triết học mà nói là vô cùng cao thân chúng ta chỉ tiếp xúc nhưng tiếp xúc không nhiều tiếp xúc với bà la môn giáo tiếp xúc với vệ đà đây là một học phái của triết học Mãi đến hôm nay Trên thế giới vẫn còn rất nổi tiếng Mấy ngàn năm không suy yếu Đặc biệt là Bà La Môn Lịch sử của Bà La Môn Đã có hơn 10.000 năm Chúng ta có lý do tin nó Người Ấn Độ không coi trọng lịch sử Cho nên Không như lịch sử Trung Quốc Niên đại ghi chép rất rõ ràng còn Bà La Môn không có Nó là Để truyền Truyền từ đời này qua đời khác Trong Phật Pháp Bước đầu Bước đầu tu hành thiền định Tứ thiền bác định là của Bà La Môn Đó không phải của Phật giáo Nhưng tu hành trong Phật giáo Là dùng tứ thiền bác định làm nền tảng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Học tập suốt 12 năm Chúng ta có thể tưởng tượng được Người trẻ tuổi hiếu học này Thời gian 12 năm Ngài học hết tất cả các tôn giáo học phái đương thời Ngài quá tuyệt vời Nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề Ví dụ Tứ thiên bác định của bà La Môn Giáo Điều này đối với thế gian Pháp mà nói Là công phu thù thắng vô cùng trong thiền định không có thời gian và không gian điều này khoa học hiện nay đã nói đã đột phá tầng không gian trong thiền định không có không gian nghĩa là không có khoảng cách không có thời gian là không có trước sau cho nên thời gian và không gian đều không phải thật khoa học cận đại đã chứng minh được điều này nhưng Họ không biết dùng phương pháp gì để đột phá. Không có khoa học kỹ thuật này. Ấn Độ cổ họ không có kỹ thuật, họ không dùng kỹ thuật, họ dùng thiền định. Dùng định công để đột phá. Sau khi đột phá tầng không gian này, họ hướng lên trên, có thể nhìn thấy 28 tầng trời, vì trời từng tầng từng tầng rất nhiều, không phải đơn giản như thế. Họ có thể nhìn thấy 28 tầng trời Nhìn xuống dưới có thể thấy đến ngà quỷ địa ngục Trong ngà quỷ địa ngục cũng rất phức tạp Tất cả đều có thể nhìn thấy Nghĩa là Luân hồi lục đạo là do họ nói, không phải Phật nói Còn sớm hơn Phật 10.000 năm Người Ấn Độ đã biết Chẳng những một vài tôn giáo của Ấn Độ biết Mà học phái, triết học của họ cũng biết tuy biết về nó nhưng không biết tường tận về nó nghĩa là không biết rõ lục đạo từ đâu đến vì sao có lục đạo ngoài lục đạo còn vũ trụ chăng những vấn đề này đương thời đều không có đáp án không ai có thể giải đáp Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền từ bỏ Ngài học suốt 12 năm Không còn gì để học nữa Không còn vị thầy nào giỏi hơn Ngài liền từ bỏ Sau khi buông bỏ Ngài ngồi thiền dưới cây tất bát la Trên bờ sông Hồng Nhập sâu vào thiền định Công phu thiền định của họ Chỉ có 8 đẳng cấp thâm sâu hơn Thì mọi vấn đề đều được giải quyết Biết rõ lục đạo từ đâu đến Vũ trụ bên ngoài lục đạo quá lớn Tuyệt đối không nhỏ như phạm vi của lục đạo Lục đạo giống như là một huyện thành vậy Người ở đây xưa nay chưa từng rời khỏi huyện thành Thế giới này thì rất lớn Họ đều không nhìn thấy nhưng sau khi nhập sâu vào thiền định thì đức phật thấy được cho nên những vấn đề không giải quyết được đều giải đáp được hết những vấn đề này ngày nay nói là vấn đề triết học đỉnh cao là vấn đề của khoa học nhưng chúng ta cũng không thể không khâm phục sự nỗ lực của các nhà khoa học phương tây trong 300 năm gần đây Thành tích vô cùng khả quan Trong vũ trụ vĩ quan Họ phát hiện 90% vũ trụ biến mất Chỉ có thể truy tìm được 10% của vũ trụ Quý vị xem, điều này rất khó được vì sao không thấy trong kinh Phật có nói điều này Cho nên khi nghe các nhà khoa học nói Chúng ta hiểu ngay Nhưng họ không biết Hiện tượng tinh thần Hiện tượng vật Hiện tượng tự, tự nhiên từ đâu đến Các nhà lượng tử lực học phát hiện Chúng ta vỗ tay hoan nghênh Họ đã phát hiện ra Từ đâu đến Từ ý niệm Ý niệm nghĩa là tư tưởng của chúng ta Ý niệm chính là nền tảng của tất cả mọi hiện tượng Hay nói cách khác Mọi hiện tượng đều từ ý niệm sinh ra Phát hiện này giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong Kinh Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Hoàn toàn tương đồng Nhưng ý niệm sanh khởi như thế nào? Họ nói không rõ ràng Họ chỉ nói từ không sinh ra có Chúng ta hiểu câu này Vừa nghe là hiểu Họ chưa tìm được nguồn gốc Nguồn gốc đó họ không tìm thấy Vì sao vậy? Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Ý thức Đệ lục ý thức Đệ thất thức Công năng phan duyên của Đệ lục ý thức lớn nhất Đức Phật nói trong kinh điển Đại Thừa Đối với bên ngoài Họ có thể duyên đến vũ trụ Có thể duyên đến đây Đây là chúng ta đã nói đến Khoa học của vĩ quan còn đối với bên trong có thể duyên đến a lại gia đây chính là lượng tử lực học thực sự duyên đến a lại gia họ thấy được nguồn gốc của vật chất thấy được nguồn gốc của tinh thần đây là duyên đến a lại gia nhưng không duyên được bổn tánh bổn tánh Mới là bản thể của vũ trụ vạn hữu Vì sao đó không duyên được bổn tánh Vì bổn tánh không phải tinh thần Cũng không phải là vật chất Không phải tinh thần Thì thức thứ sáu chúng ta không duyên đến được Không phải là vật chất Thì năm căn mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta không duyên đến được Dùng phương pháp gì mới có thể duyên được dùng thiền định Bắt buộc phải buông bỏ khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Chân tướng này liền hiện tiêu Các nhà khoa học đến được ranh giới này Họ chỉ cần buông bỏ Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Cảnh giới họ kế nhận Không có gì khác với chư Phật như Lai Hay nói cách khác Các nhà khoa học đã thành Phật Phật là tiếng Ấn Độ Nghĩa là gì? Nghĩa là giác ngộ Tức là các nhà khoa học thành Phật Các nhà khoa học đã giác ngộ Hiểu rõ triệt để vàng sự vạn vật của nhân sinh vũ trụ Đây gọi là Phật Cho nên các nhà khoa học thành Phật dễ hơn chúng ta Họ đã đến được bên này Vào thời nhà đường Đại sư Huệ Năng Lục tổ của Thiền Tông Câu chuyện về Ngài Đặc biệt là người ở đất Hồng Kông này Đều rất quen thuộc Lục tổ là người Quảng Đông 24 tuổi khai ngộ Khai ngộ tức là thành Phật Cảnh giới của Ngài Không khác gì cảnh giới của Đức Phật Tích Ca Mâu Ni Là hoàn toàn tương đồng Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ Trong Phật Pháp nói Người đáng dùng thân Phật để độ thoát Ngài liền thị hiện thân Phật Hiện thân có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Đại sư Quậy Năng thị hiện thân tỳ Kheo Người đáng dùng thân tỳ Kheo để độ thoát Liền hiện thân tỳ Kheo mà vì đó nói Pháp Được Đại Tự Tại hoàn toàn tương đẳng cho nên phàm phu là mê thất tự tánh phật bồ tát là ngộ được tự tánh phật và chúng ta có gì khác nhau không hề có chút sai biệt nào nói sai biệt chính là sự khác nhau giữa mê và ngộ họ giác ngộ chúng ta không giác ngộ sau khi giác ngộ là bắt đầu dạy vì sao vậy vì giúp người khác giác ngộ Chúng sanh căng tánh không bình đẳng Có người mê rất sâu Mê rất lâu Không dễ giác ngộ Có người mê ít Giác ngộ nhanh hơn Cho nên Đức Phật chia căn tánh chúng sanh Thành ba loại Gọi là thượng trung hạ Gọi là ba loại căng tánh Thượng căng dễ dạy Hạ căng cũng dễ dạy Biết nghe lời không có thắc mắc Không hề vọng tưởng Dễ dạy Có giải nhất chính là hàng trung căn Cho nên Đức Phật dạy học suốt 49 năm Là vì ai? Chính vì hàng trung căn này từ vi đến tổ cùng chúng ta đều thuộc hàng trung căn thượng không thượng hạ không hạ hạng người này cần phải nương vào kinh giáo cho nên đức phật mở lớp dạy kinh điển là phân đẳng thức. Như bây giờ nói Có tiểu học, có trung học, có đại học Có nghiên cứu sở, ngày phân ban như thế Ở vườn lộc uyển 12 năm 12 năm này là tiểu học Gọi là tiểu thừa Nói kinh tiểu thừa Kinh tiểu thừa nghiêng về điều gì? Nghiêng về cách làm người Nói về pháp nhân thiên Quý vị phải làm người như thế nào Làm sao để từ cõi người Tương lai có thể sanh đến cõi trời Thế nhưng không ra khỏi luân hồi lục đạo Đây là Pháp Nhân Thiên Trong Phật Pháp gọi là Tiểu Học Danh sân của Phật Pháp gọi là Tiểu Thừa 12 năm sau Trình độ mọi người nâng cao một ít Nghĩa là đã học xong tiểu thừa. Tiếp tục học lên trung học là phương đẳng Thời Phong gian của phương đẳng là 8 năm Tám năm này bắt đầu của Đại Dương. Tám năm sau, chưa vị nên biết Phương Đẳng và A Hà hợp lại là 20 năm Học tập theo Đức Phật Ca đã có nền tảng 20 năm. Đức Phật bắt đầu giảng Đại Thừa cho quý vị. Giảng Bát Nhã. Bát Nhã là bộ phận quan trọng nhất trong Phật Pháp. Bát Nhã là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Trung nghĩa là trí tuệ. Ngày nay chúng ta gọi là triết học. Hầu như hiện nay trên toàn thế giới, môn học trong nhiều trường đại học Đa phần đều là kinh điển bát nhã. 22 năm. Môn học này giảng suốt 22 năm, đại học 22 năm. Quý vị xem, cuộc đời này dạy học suốt 49 năm. Môn học này chỉ hết 22 năm. Chúng ta biết, đây là môn học chủ yếu trong quá trình dạy học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 20 năm trước là dự bị. Không có nền tảng của 20 năm đó, thì không thể nào học tiếp 22 năm này 8 năm sau cùng là Pháp Hoa Niết Bàn Chủ yếu là Kinh Pháp Hoa Kinh Niết Bàn là Di Giáo 8 năm đó là nghiên cứu sở Bởi vậy ở đây Trích dẫn trong Kinh Pháp Hoa nói Thời cơ thuần thuộc hội tam quy nhất Pháp Hoa là nhất thừa Quý vị xem Ở trước là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa Đến Pháp Hoa là quy nhất Đây là Mục đích dạy học thật sự của Đức Phật Nhất là gì? Là nhất Phật thừa Hy vọng mỗi đồng học Tu học đạt được cảnh giới Hoàn toàn giống như Ngài vậy Hay nói cách khác Tất cả đều lấy được học vị tiến sĩ Cho nên những danh từ trong Phật giáo Như Phật, Bồ Tát, A-la-hán Thực tế dùng cách đó hiện nay Chính là danh xưng của học vị Trong trường đại học hiện nay Gọi là tiến sĩ, thạc sĩ, đại học Ba học vị này Trong Phật Pháp là Phật, Bồ Tát, A-la-hán Học vị Phật là cao nhất Học vị thứ hai là Bồ Tát học vị thứ ba là a la hán đều là danh xưng của học vị cho nên phật giáo không phải tôn giáo trong tôn giáo thần chỉ có một vị chân thần duy nhất phật giáo không như thế tất cả mọi người đều có thể thành phật đều có thể lấy được học vị này trong kinh điển đại thừa đức phật nói một cách rất rõ ràng tất cả chúng sanh vốn là phật nhưng vì ta mê muội chỉ cần quý vị giác ngộ quay đầu thì quý vị vốn là phật cho nên phật pháp là bình đẳng tuyệt đối tất cả chúng sanh đều có phật tánh đã có phật tánh thì nhất định sẽ thành phật chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi sớm hay muộn dựa vào điều gì xem bản thân ta khi nào quay đầu quay đầu là bờ ta từ mê quay đầu lại chính là giác ngộ Giác ngộ nghĩa là Phật Mê thì gọi là phàm phu à, Từ trên lý mà nói Phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm à. Đức Phật Thích Cà Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta thấy là chỉ trong một niệm Đại sư Huệ Năng biểu diễn cho chúng ta thấy cũng là chỉ trong một niệm Đây không phải là giả Vấn đề là ta có buông bỏ được hay không? Phật Pháp tu hành Không phải tụng kinh nhiều Học bao nhiêu thứ Không phải như thế Hoàn toàn không liên quan đến những điều này Công phu thật sự trong Phật giáo Ở chỗ buông bỏ Quý vị có thể buông bỏ tất cả phòng tưởng Phân biệt chấp trước Là thành Phật Không buông bỏ được vọng tưởng Chỉ buông bỏ được phân biệt chấp trước Đó là Bồ Tát bồ tát không có phân biệt chấp trước bồ tát vẫn còn vọng tưởng vọng tưởng nghĩa là khởi tâm động miệng điều này sẽ khó buông bỏ nếu không buông bỏ được phân biệt chỉ buông được chấp trước đây chính là a la hán như vậy thì quý vị biết buông bỏ chấp trước sẽ thành a la hán tiếp tục buông bỏ phân biệt thành bồ tát sau cùng buông bỏ vọng tưởng quý vị sẽ thành phật Họ đã đạt được ba học vị như thế Không hề liên quan đến việc Quý vị học bao nhiêu kinh điển Hay học bao nhiêu năm Ta có năng lực giống như Ngài Huệ Năng vậy Lập tức buông bỏ là lập tức lấy được học vị cao nhất Điều này rất quan trọng Vì sao chúng ta không buông được Chúng ta không biết rõ chân tướng sự thật cho nên không buồn được Trong kinh điển Đại Thừa nói Đặc biệt là trong kinh Bát Nhã Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Tướng này là gì? Là hiện tượng vật đó, Là hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên Bao gồm tất cả Không có thứ nào là thật Toàn là giả Nếu biết là giả Ta sẽ buông bỏ Nếu tưởng rằng đó là thật Cho nên ta không buông được Đây là Phật Pháp nói cho chúng ta đến chỗ rốt ráo Dùng phương pháp gì để giúp bàm phu chúng ta? Dần dần buông bỏ Đó chính là dạy học suốt 49 năm Nếu chúng ta không thông qua thời gian dài học tập Khó, rất khó cho nên chúng ta cảm tạ ơn trên Cho chúng ta sống lâu Để chúng ta có thời gian tu học Nếu chúng ta chết yếu 49 tuổi là đã chết Là qua đời Tu học trong Phật Pháp rất có giới hạn Nói cách khác Là không đạt được lợi ích thực sự Tôi học suốt sáu mươi năm Người thầy giới thiệu tôi học Phật là thầy Phương Đông Vĩ Tấm hình bên đó là tấm đầu tiên Là một vị giáo thọ cũng rất nổi tiếng trên thế giới Là nhà triết học Tôi học triết học với thầy Thầy giới thiệu Phật Pháp cho tôi thầy nói như thế nào tôi hỏi thầy tôi nói phật giáo là tôn giáo là mê tín sao nó lại có triết học lúc đó thầy dạy cho tôi bộ triết học khái luận một sau cùng là triết học phật giáo tôi đưa ra nghi vấn thầy trả lời tôi rằng em còn trẻ không hiểu được đâu Lúc đó tôi 26 tuổi Thầy nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chính là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới Triết học Phật giáo Chính là triết học đỉnh cao nhất trên thế giới Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Nhờ như vậy Tôi mới có thể sửa đổi những nhìn nhận sai lầm trước đây Đối với Phật Pháp suốt đời rất cảm kích thầy những gì thầy dạy tôi tôi thực hành sau khi tôi xuất gia đã đến gặp thầy thầy nói em đã làm thật à tôi nói đúng vậy là hưởng thụ cao nhất của đời người em không làm thật thì làm sao đạt được hưởng thụ cao nhất của đời người lúc tôi xuất gia chỉ có một mình thầy là tán thành quyết định chính xác còn bạn bè bạn học Thầy giáo trước đây của tôi Đều không hiểu Nói tôi học Phật đến mê muội. Họ nói có thể học Phật Pháp Nhưng sau 45 tuổi rồi không Anh còn quá trẻ Sao lại mê thành như vậy Họ không hiểu Nhưng hai ba mươi năm sau Chúng tôi lại gặp nhau Họ nhìn thấy tôi đều nói Con đường thầy đi là đúng Thầy đi rất đúng lúc này thì họ mới biết cho nên nhân duyên này không giống nhau phải được thầy giáo tốt phải là người trong nghề họ sẽ chỉ đường giúp chúng ta chúng ta mới phát hiện đây là bảo tàng đệ nhất trên thế gian cho nên kinh điển được gọi là phát bảo dành đúng với sự thật Chúng tôi đem kinh lịch sử đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giới thiệu sơ lược với quý vị Ngài dạy học quả thật có tướng tự Dạy học theo lớp Học trò của Ngài Trong kinh điển chúng ta thấy có 1.255 người Trong kinh điển nói là đệ tử thường tùy tùng Suốt đời theo Thầy chưa từng rời xa cho đến khi thầy qua đời những người này đều thành tựu quả vị thấp nhất đều là a la hán trong đó không ít là bồ tát tuy có thành phật nhưng không tiện nói ra nói gì nói là giống với thầy hình như có chút hơi quá đáng nhưng họ thật sự đã thành phật ở nơi địa vị của bồ tát đều gọi là bồ tát ta phải hiểu đạo lý này ấn độ cổ và người xưa khiêm tốn như nhau học trò có người khơn thầy màu xanh từ màu lam sinh ra nhưng vượt trội hơn màu lam tuy khơn thầy nhưng ở trước mặt thầy vẫn xưng là đệ tử chân thành cung kính khiêm tốn đây là tánh đức phải thể hiện cho người khác thấy làm cho xã hội thấy làm gương cho đại chúng noi theo hiếu thân tôn sư là hai nền tảng lớn của pháp thế xuất thế gian nếu không có nền tảng thì bất luận ta tu như thế nào tu tốt đến đâu thì quý vị đều không có thành tựu thật sự như cây cối vậy nó không có rễ phải hiểu đạo lý này cho nên hiếu đạo và sư đạo thực tế là cùng một đạo trong cổ lễ xưa địa vị của thầy và địa vị của cha mẹ là bình đẳng những vấn đề này ở nước ngoài không tìm thấy Chỉ có người xưa mới có Cho nên văn hóa xưa Chư vị phải biết Nếu quý vị thật sự học tập sẽ biết Là đứng đầu trên toàn thế giới Một người Âu Châu phát hiện Đây là mấy năm trước Khoảng 5-6 năm trước Ở Âu Châu Nơi tôi ở có một trường đại học Trường đại học Nam Queensland Có một vị hiệu trưởng mời tôi ăn cơm Có phó hiệu trưởng đi theo Có một vị giống như giáo vụ trưởng của chúng ta vậy Giáo vụ trưởng là chủ quản dạy học Họ nói với tôi trước đại chiến thế giới thứ hai những người âu châu trong giới học thuật đích thực đã nghiên cứu nghiên cứu điều gì bốn nền văn minh cổ trên toàn thế giới thì ba nền văn minh không còn nữa như ai cập babylon đều không còn vì sao nền văn hóa trung quốc vẫn tồn tại kết luận nghiên cứu sau cùng họ nói có thể người xưa coi trọng quan hệ của giáo dục gia đình họ nói với tôi như thế tôi nói không sai kết luận này là thật đích thực trên toàn thế giới người xưa coi trọng giáo dục nhất đặc biệt là giáo dục gia đình giáo dục gia đình chính là nền tảng của tất cả các nền giáo dục khác mà người xưa đối với việc giáo dục đời sau là bắt đầu dạy từ khi mang thai gọi là thai giáo điều này trên thế giới không có giới hạn thấp nhất là trẻ con vừa mới chào đời Chúng ta biết rằng Khi chúng vừa mở mắt ra là đã biết nhìn Tai bắt đầu lắng nghe Chúng đang học tập Cho nên người xưa gọi là giáo dục cấm rễ Là từ khi nào? Từ lúc mới sinh cho đến 3 tuổi Một ngàn ngày Một ngàn ngày này gọi là nền tảng giáo dục Nền tảng xấu hay tốt đều ở trong thời kỳ này Nếu trong một ngàn ngày này lơ là Như vậy thì rất khó khăn không phải sau ba tuổi mới bắt đầu Sau ba tuổi thì quá trễ Nên móng đã đặt xong như vậy sẽ rất khó khăn Ngày xưa ai chịu trách nhiệm đối với nền tảng này Người mẹ phụ trách Cho nên trong ngũ luân Phu phụ hữu biệt Rất nhiều người tưởng rằng Ngày xưa phụ nữ không có địa vị trong xã hội Như vậy là sai lầm Nếu thật sự hiểu rõ luân lý này là dạy học Quý vị phải biết Địa vị phụ nữ trên cả nam giới Vợ chồng kết hợp tạo thành một gia đình Trong gia đình có hai việc lớn Thứ việc là nhiệm vụ khác nhau Nam giới ra bên ngoài để tìm kế sinh nhai Phụ trách kinh tế cuộc sống trong gia đình Phụ nữ ở nhà thay chồng dạy dỗ con cái chịu trách nhiệm đào tạo đời sau quý vị nói xem trách nhiệm nào lớn người mẹ phải dạy tốt con cái tương lai con cái là thánh nhân là hiền nhân như vậy không đáng để ư con đức lợi ích này không phải chỉ riêng gia đình họ hưởng họ tạo phước cho cả dân tộc tạo phước cho quốc gia thậm chí là tạo phước cho toàn thế giới đây là do công lao giáo dưỡng của người mẹ khổng tử không bao giờ quên mẹ mình mạnh tử không quên ơn mẹ mình điều này mọi người đều biết ở trung quốc thê tử gọi là thái thái vì sao gọi là thái thái nguồn gốc có từ thời nhà chu chu văn vương là thánh nhân Văn Vương, Vũ Vương, vương Chu Công đều là thánh nhân Mẹ của họ đều là thánh nhân Mẹ của ông là Thái Nhậm Bà nội của ông là Thái Vương Phi tử của Văn Vương là Thái Tử Cho nên Thái Thái là từ đây mà có Thái Thái nghĩa là gì? Là mẹ của Thánh Nhân Quý vị mới biết, người xưa đức thực có trí tuệ giáo dục, có phương pháp giáo dục, có kinh nghiệm giáo dục, có thành quả giáo dục, có một không hai. Vô cùng đáng. một trăm năm trở lại đây là bị bỏ quên sau khi nhà thanh mất nước một trăm năm thì bị bỏ quên trên thực tế thì đến cuối thời nhà thanh đã suy yếu chúng ta xem tăng quốc phim sẽ biết tăng quốc phim cách chúng ta hai trăm năm ông ra đời vào năm gia thánh À, Thật sự suy yếu Là vào thời Thái Hậu Từ Hy Sau khi Thái Hậu Từ, Từ Hy chắc chắn Có thể nói phần là phần do bà đọc nhà. sách ít Tiếp thu giáo dục chưa không. đủ À, bà... Bà đã phế bỏ chế độ dạy học trong cung đình nhà Thanh trước đây. Các đế vương khai quốc thời nhà Thanh Thường mời các chuyên gia học giả dạ của nhò thích đạo vào cung đình dạy học Hoàng đế dẫn theo phi tần văn võ đại thần đến nghe Thực hành những bài giảng này Đều thu thập trong tứ khố Trước đây tôi hiếu kỳ Họ ở trong cung đình giảng những gì? Họ giảng tứ thư giảng luận ngữ Quý vị thấy giảng nghĩa của nó vẫn còn Đó là giảng cho hoàng đế nghe Đương nhiên là nghiêng nặng về chính trị hay quang nói cách khác quang, học giả ba nhà nho thích đạo dạy hoàng đế phương pháp chấp chính dạy các đại thần phương pháp trị quốc làm sao để tạo phúc cho dân Giảm những điều này chế độ này Kéo dài mãi Đến lúc Thái Hậu Từ Hy chấp chánh Năm vua đồng trị Chồng bà chết Chồng bà chính là hoàng đế Hàm Phong Con trai còn nhỏ Bà buông rèm nhiếp chính Và phế bỏ chế độ này Sau khi phế bỏ Việc lớn của quốc gia Không tìm chuyên gia học giả đến thảo luận Mà tìm ai Tìm đến đồng bóng Đây là mê tín Nhà Thanh mất nước là do tin vào đồng bóng Nghe quỷ thần Không nghe thánh hiền nhân Nghe quỷ thần sẽ mất nước Điều này là Đại sư Trương Gia nói với tôi Có lần tôi đến thỉnh giáo Đại sư Nói về đồng bóng Số cuộc đồng bóng là thật hay là giảng Đại sư liền nói Đại cho tôi nghe giai đoạn lịch sử này Đồng bóng chỉ đối với việc nhỏ nhặt Vì sao vậy? Vì họ không phải là Phật Bồ Tát Tái Sanh Mà là quỷ thần Mạo Sư Quỷ thần cũng có tiểu thông Tiểu thần thông Những điều nhỏ nhặt họ nói rất chuẩn Những việc trong thời gian gần họ nói cũng rất đúng Nhưng việc lớn, thời gian lâu xa một chút Việc của mấy năm sau họ liền nói lung tung dù sao quý vị cũng không tìm được họ cho nên những gì liên quan đến đồng bóng liên quan đến quỷ thần hiện nay rất nhiều chúng ta thường thấy các ông bà đồng nước ngoài cũng có nên dùng thái độ nào đối với họ trong kinh điển có nói lành giữ hòa phước Hỏi lương tâm quý vị là được Đừng hỏi người ngoài Cũng đừng hỏi quỷ thần Đừng hỏi Phật Bồ Tát Hỏi khởi tâm động niệm của chính mình Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác của chúng ta là thiện Tương ưng với đạo đức Tương ưng với luân lý Tương ưng với nhân quả Thiện nhân thiện quả Ác nhân ác báo Như vậy không phải là đã rõ ràng rồi Hà tất đi hỏi người khác Càng không cần đi hỏi đến quỷ thần quỷ thần có những việc họ lộ ra một vài tin tức tin tức này có thể để làm tham khảo đừng xem nó là thật nhưng có một vài tin tức có lợi ích khiến chúng ta cố gắng phản tỉnh đoàn ác tu thiện sửa đổi chính mình đoàn chánh tâm niệm, như vậy có thể hóa giải thiên tai hòa hoạn hòa hoạn của các nước lành dự hòa phúc của riêng mình của gia đình mình rất dễ hóa giải vì sao vậy vì tất cả pháp từ tầm tưởng sanh vì sao ta sanh bệnh? Đức Phật nói cho chúng ta biết Nguyên nhân của bệnh là gì? Nguyên nhân bệnh thật sự là tham sân si mà nghi Ta gọi là ngủ độc Trong chúng ta có độc Thêm vào duyên không tốt Duyên không tốt là gì? Là oan hận não loạn phiền đây là nói tâm trạng của quý vị tâm trạng không tốt tâm là độc thêm vào tâm trạng không tốt bên ngoài thì mê hoặc nguyên bên ngoài của quý vị là tài sát danh thực thủy những điều này xen tạp nhau thân thể có vấn đề về sức khỏe gia đình quý vị không hòa thuận tai họa liền đến theo ảnh hưởng lớn hơn là hoàn cảnh cư trú của chúng ta có đủ lụt có hỏa hoạn có động đất có gió bạn đây là gì nó liên quan đến ý niệm của quý vị điều này trong kinh đức phật nói với chúng ta lũ lụt từ tâm tham khởi lên hỏa hoạn từ sân nhuế khởi lên nhiệt độ địa cầu lên cao là do sân nhuế gió bản là ừ, do thương. ngu si gây ra Đồng đất, đất, đất là đất do ngạo mạn bất bình tạo nên Đều có nguyên nhân Không cần hỏi người khác Hãy hỏi chính mình Thiên tai tự nhiên nhiều như thế Đoàn tránh tâm niệm Thiên tai tự nhiên bên ngoài sẽ hóa giải Nội tâm mình có bệnh gì Bệnh sẽ lành Đây là thật Hoàn toàn không phải giảm Bác sĩ trị bệnh cho chúng ta Hiệu quả chỉ có ba phần còn tâm thái của chúng ta chiếm hết bảy phần Nếu tâm thái phân tình phân thiện Không cần phải dùng thuốc men cũng tự nhiên khỏi Trường hợp này rất nhiều Không phải giả Cho nên Phật Pháp dạy chúng ta Đây là học vấn vô cùng thực dụng Không phải học rồi không dùng đến nó rất có lợi ích đối với bản thân mình luôn mạnh khỏe an vui hạnh phúc cuộc sống mỹ mạnh quý vị nói như vậy an vui biết bao có lợi ích đối với xã hội có lợi ích cho quốc gia cũng có lợi ích cho toàn thế giới nhưng hiện nay hạ thấp nó thành tôn giáo Vừa nhắc đến liền cho rằng Phật giáo là mê tín. Quý vị nói có oan uổng không? Chứ bị học Phật Nếu còn đi theo con đường mê tín này Quý vị sẽ có tội Có lỗi với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Suốt đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Làm công tác dạy học Không hề liên quan chút gì đến tôn giáo 30 tuổi Ngài khai ngộ Là bắt đầu dạy học 79 tuổi Niết Bàn Dạy học 49 năm Dùng cách nói như hiện nay Để hình dung về Ngài Thì thân phận của Ngài là gì? Ngài là nhà giáo dục Nói như hiện nay Ngài là một nhà giáo dục xã hội Của nền văn hóa đa nguyên Thân phận của Ngài Là người làm công tác giáo dục tình nguyện Trong xã hội văn hóa đa nguyên Ngài dạy học không thu học phí Cuộc sống của Ngài rất đơn giản Ăn ngày một bữa Đêm ngủ dưới gốc cây Ngài viên tịch là ở trong rừng Không ở trong nhà Ngài dạy chúng ta buông bỏ Ngài thật sự đã buông bỏ Ngài đã làm được làm tấm gương tốt để chúng ta học tập theo ngài. đương thời học sinh của ngài có một nghìn hai trăm năm mươi lăm người, đều giống như thế tôn vậy. Mỗi ngày ra đi khất thực, ngày ăn một bữa, ngủ là xếp bằng ngồi thiền dưới gốc cây. Như vậy là có thể khôi phục thể lực Không có bất kỳ nghi thức tôn giáo nào cả Ngày ngày nghe Phật giảng kinh thuyết pháp Hoặc cùng nhau nghiên cứu những điều chưa thông suốt Mọi người đưa ra câu hỏi Đức Phật giải đáp cho quý vị Hoặc là Đức Phật đưa ra câu hỏi cho hàng đệ tử giải đáp Quý vị xem kinh điển không phải là nói đến những điều này ư Chúng ta phải biết điều này Thiền định đột phá quá xa cảnh giới này Mới biết Vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật Trong mười phương thế giới Cho nên ở đây nói Khiến chúng sanh trong mười phương chín giới Đây là chúng sanh trong mười pháp giới Chính giới là lục đạo Thêm vào Thanh văn A-la-hán Bích chi Phật Bồ Tát Phật gọi là thập pháp giới Phạm vi này rất lớn Nhà Phật gọi đây là luân lý Truyền thống xưa gọi là luân lý Không tách khỏi địa cầu này Phật Pháp thì liền xa địa cầu này Hiện nay nó đến vũ trụ trong vũ trụ Vô lượng vô biên không có cung tận Chỉ tất cả chúng sanh Đều nhập vào nhất thừa Đại thệ nguyện hải của Phật Di Đà Đây chính là từ ở trước chúng ta học đến đây Ở sau vẫn tiếp tục học Nhất thừa là thành Phật khiến cho chúng sanh cựu giới cùng nhập vào cảnh giới của Phật Di Đà. Tất cả hàm linh đều được đồ thoát. Giống như trong Kinh Pháp Hoa nói, Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, đức phật Thích ca mâu ni giới thiệu cho chúng ta đến thế giới cực lạc thân cận phật a di đà do phật a di đà giảng giảng cho chúng ta nhưng đến thế giới đó hoàn toàn khác với thế giới này của chúng ta không những thế giới này của chúng ta không cách nào sáng được với nó mà thế giới của mười phương chư phật cũng không thể nào sáng được điều này bây giờ chúng ta đã biết cũng tức là nói phật a di đà đã tạo nên thế giới cực lạc như thế nào ngài có lý tưởng ngài có hoài bão hy vọng giúp đỡ tất cả chúng sanh đều có thể chứng được quả phật thiên bản ngay trong đời này nếu nói như hiện nay nghĩa là trong đời này lấy được học vị cao nhất như vậy mọi người dễ hiểu hơn người thầy quá tuyệt người thầy đưa ngài đi tham quan khảo sát trong Pháp giới hư không giới Như Ngài đi xem qua tất cả cõi nước của chư Phật Thời gian rất dài thật Thời gian dài vô cùng Mỗi quốc độ đều đến tham thật. quan Trong này có thiện có ác Dùng sở trường và bọn sở đoạn của người khác Bằng cách đó mà kiến tạo nên thế giới cực lạc Cho nên sự kiến tạo của thế giới cực lạc là. là tập đại thành những gì tốt đẹp Của trong tất cả thế giới chư Phật Trong thế giới chư Phật Có chỗ nào không tốt Ngài đều không áp dụng Những gì tốt đẹp Ngài đều áp dụng Là tạo thành như thế Cho nên thế giới này trở thành vô cùng thù thắng Điều kiện nhập học lại rất thấp Không cao Hay nói cách khác Mọi người đều có thể đến đó Điều kiện nhập học chỉ có ba chữ Gọi là tính hạnh nguyện Điều đầu tiên là phải tin thật Phải tin vào a di đà Phật Nếu như không tin thì hết cách Điều đầu tiên là phải tin Thứ hai là hy vọng đến thế giới đó Rất muốn đi thứ ba là hạnh ngài chỉ có một phương pháp là khuyên quý vị niệm phật a di đà niệm danh hiệu của phật danh hiệu của phật trên thực tế gọi là tín hiệu như chúng ta du hành trong vũ trụ vậy đây là một tín hiệu trong tâm chỉ cần giữ tín hiệu này đường hàng không sẽ không có sai lầm đây chính là từ đường hàng không để chúng ta thấy được thế giới cực lạc nếu chúng ta bỏ tín hiệu này ta sẽ đi sai không đến được mục đích từng giờ từng phút trong tâm không lìa phật ai di đà như vậy mới đến được chính là ý này cơ duyên thuần thuộc những lời đức phật nói đều trở thành hiện thực Ngài đến tiếp dẫn quý vị Quý vị đầy đủ điều kiện này Ngài sẽ đến đón nước. Ở đây thành lập nên thế giới cực lạc Thì khép pháp tạng chính là tiền thân của Phật A-di-đà Đặc biệt đến chỗ này để báo cáo với Thầy Thế giới cực lạc đã kiến tạo xong, kiến tạo thành công. Thầy hoan hỷ. Cho nên nói, bây giờ chính đã phải lúc. Bây giờ đã đến thời điểm. Ông nên nói đầy đủ. Ông nên nói với mọi người. Đem tình hình ở thế giới cực lạc. Nói cụ thể với mọi người. Khiến đại chúng hoan hỷ. Không ai không hoan hiển Cũng khiến đại chúng nghe Pháp xong Được lợi ích lớn Vì sao vậy? Vì mọi người nghe được báo cáo của quý vị Nhất định Sẽ nâng cao cảnh giới Khen ngợi biểu dương Chiêu sinh giúp đỡ quý vị Giới thiệu người khác đến học tập ở chỗ quý vị Đây là điều nhất định những người được giới thiệu đều thành tựu cả Đó chính là được lợi ích lớn Đây là biểu trưng như lai khuyến khích Tuyên thuyết phổ lợi đại chúng Đại chúng này là đại chúng của mười phương thế giới Bên dưới là lời của Hoàng Niệm Lão Hai chữ đại chúng Rộng nhiếp cả hội chúng đương thời đương thời những đại chúng trong đại hội phật bồ tát và tất cả phàm phu trong đời vị lai nhị thường và bồ tát ngày nay phàm phu chúng ta cũng đều ở trong đó câu này rất quan trọng nên biết ngày nay chúng ta mở kinh điển ra mọi người cùng nhau học tập chúng ta cũng tham gia trong hội này hội này có phần của chúng ta Khiến tất cả đại chúng được nghe Phát nguyện vãng sanh Nhanh chóng ra khỏi biển khổ sanh tử Nhanh chóng là trực tiếp Không đi đường vòng Trực tiếp vượt ra khỏi biển khổ sanh tử Biển khổ sanh tử Chính là chúng ta nói theo luân hồi lục đạo Quý vị đã vượt qua tất cả Cho nên khiến đại chúng đều khoan hiển Cũng khiến đại chúng được lợi ích Rộng phát nguyện của Phật Di Đà Học theo hành nguyện của Pháp Tạng Nhất thủ cõi Phật đầy đủ đại nguyện Chúng ta đọc điều này cần phải học tập Phải hành trì Đối với hiện tiền chúng ta mà nói Quý vị xem ở đây Chúng ta lãnh hội một cách sâu sắc Dạy học trong Phật Pháp Tâm lượng rất lớn Gọi là tâm bao thái hư Lượng châu xa giới Tâm họ thanh tịnh Bình đẳng, chánh giác Tự vi của họ Là thanh tịnh bình đẳng Là biến pháp giới hư không giới Hy vọng mỗi chúng sanh đều sớm ngày thành Phật Toàn tâm toàn lực giúp đại chúng Quý vị xem trong gọi ngũ của Chúa Phật Tạo nên một điểm mô phạm Thế giới cực lạc chính là điểm mô phạm Điều này rất quan trọng Không có điểm này dù nói nhiều mọi người cũng không tin Bây giờ khi đã xây dựng thành công điểm mô phạm này Lợi ích chúng sanh rất lớn Chúng ta quay đầu nhìn lại lịch sử Trung Quốc Năm ngàn năm trước Có ý này chắc Có Từng xuất hiện trong lễ ký thiên lễ vận đại đồng xã hội đại đồng không phải lý tưởng trong thời cổ đại từng xuất hiện rõ ràng nhất là có văn tự ghi chép ít nhất là ba triều đại Nhiêu vương Tức đường nhiêu Ngô phúng Đại vũ Ba đời này Là xã hội đại đồng Đó là hình thức như thế nào Cũng là một điểm mô phạm Điểm mô phạm của họ Lớn bao nhiêu chúng ta không biết vì trong lịch sử không có ghi chép Không thấy ghi chép điều này Nếu khảo sát có thể biết được Những cổ tích này ở Trung Quốc Đều có thể tìm thấy Thương Thang và Chu Văn Vương có ghi chép Điều này mọi người đều rõ ràng Thương Thang Có 70 dặm Chứ vị nên biết Thước đo đạt thời đó ngắn hơn bây giờ Chúng ta từng thấy trong sách cổ Người xưa mình cao tám thước Tám thước là thước của thời nhà chú Hơn sáu thước bây giờ một chút Quý vị sẽ biết 70 dặm của thời đó Có thể chỉ bằng 40 dặm bây giờ Chu Văn Hương một trăm dặm Cũng không quá sáu mươi dặm rồi. Phạm vi không lớn Không bằng một huyện bây giờ Chắc bằng khoảng một thị trấn bây giờ Mức độ của họ chỉ lớn chừng đó Nhưng nền chính trị của họ tổ chức rất tốt Nhân dân trong khu vực của họ Thực sự thực hành ngũ luân, ngũ thường, tứ duyên, bát đức Dạy rất hay Điểm môn phạm này tốt Khi Chị những tiểu quốc lân cận khác Chưa bị phải biết Trung Quốc vào thời đó chưa thống nhất Đều là các nước nhỏ Gọi là trăm dặm chư hồng Vào thời nhà Tần Trung Quốc mới được thống nhất đến thời nhà hán thì mới thật sự thống nhất củng cố về sau mãi đến bây giờ đều duy trì sự thống nhất quả thật rất đáng quý không đơn giản Cho nên trong lịch sử chúng ta đọc được Thời nhà Chu có 800 chư hồng Nghĩa là hơn 800 quốc gia Phạm vi lớn bao nhiêu Trên thực tế là Từ lưu vực Hoàng Hà đến lưu vực Trường Giang Chưa đến Mẻ Giang Nghĩa là mảnh đất Trung Nguyên này Có hơn 800 quốc gia Tôn, Thang và Chu làm thiên tử Thiên tử không có quyền cai quản Là mọi người ngưỡng mộ quý vị nên tôn xưng quý vị làm thiên tử Quý vị là tấm gương tốt cho chúng tôi Những tiểu quốc này có vấn đề gì đều thỉnh giáo họ Trong Kinh Thư ghi chép Hàng lấy bảy mươi dặm mà làm vua thiên hạ đó chính là làm tấm gương tốt nhất cho thiên hạ Chính là ý này Nhà chu lấy 100 dặm cho nên hiện nay điều bất chợt nhất là một điểm mô phạm của truyền thống văn hóa xưa nếu như làm được điều này ngày nay mỗi quốc gia trên toàn thế giới đều đến khảo sát đều đến xem xét đều đến học tập theo quý vị vì sao quý vị làm tốt đến thế nhân dân ở đây sao lại lễ phép đến thế cuộc sống đều rất an lạc hạnh phúc khiến người khác ngưỡng mộ là quý vị đã thành công một điểm thành công sẽ giống như đương thời chu thiên tử và thương vương vậy trở thành một khu vực một người lãnh đạo được ngưỡng mộ và tôn trọng trên toàn thế giới trên thực tế bây giờ chính là như trung quốc thời đó chỉ mở rộng thêm một chút mà thôi là thật không phải giả cho nên điểm mô phạm rất quan trọng quý vị xem điểm mô phạm này của phật thế giới cực lạc là điểm mô phạm của cõi nước chư phật như lai đây là nói pháp thế xuất thế gian không có hai pháp nguyên lý nguyên tắc là tương đồng ngày nay khó khăn lớn nhất Là đã bỏ quên truyền thống văn hóa xưa gần 100 năm Đã lờ là không biết mấy đời Khó khăn lớn nhất là người bây giờ không hiểu về đất nước của mình Đây là khó khăn lớn nhất Nếu quý vị hỏi thời cổ đại là gì? Không biết Vừa mở miệng là nói họ là phong kiến, là mê tín, Họ rất là hậu Họ là nô lệ của nhân dân Người thời nay đều nói cổ nhân như thế Hoàn toàn là sai lầm Làm gì có thánh nhân nô lệ nhân dân Cho nên Ngày nay nhận thức về tổ tông Nhận thức về truyền thống văn hóa Là điều quan trọng nhất Bây giờ sự hiểu biết của chúng ta Thậm chí không bằng người nước ngoài Nếu người nước ngoài không có nhận thức đối với truyền thống văn hóa xưa, thì thang ân tỷ không thể nói ra được. Giải quyết vấn đề xã hội thế giới của thế kỷ 21 cần đến học thuyết khổng mạnh và đại thừa Phật Pháp. Vì sao ông ta có thể nói được như thế? Người ta biết, còn chúng ta không biết. Chúng ta không nhận thức được tội lỗi này rất nặng. Người xưa gọi đây là Đại Bất Hiếu Nếu con người không có hiếu Bất hiếu với cha mẹ Bất kính sư trưởng Họ sẽ gặp họa hoạn Nguyên nhân là gì? Hiếu thân tôn sư Là nền tảng vững chắc của Pháp Thế xuất thế gian Là căn nguyên của mọi hạnh phúc viên mạng nền tảng để quỷ diệt đó chính là diệt phong như vậy là hết cứu trong phật pháp nói mỗi người đều là người tốt mọi việc đều là việc lành quý vị nói đó là cảnh giới gì là tâm lượng như thế nào nho giáo và phật giáo đều chủ trương lấy đức báo oán không phải lấy oán báo oán không phải vậy là lấy đức báo oán hóa giải oán hận không nhớ chuyện ác đã qua quý vị xem những giáo huấn này quan trọng biết bao, cho nên hai câu nói của ngài Thăng Ân Tỷ, khi tôi ở anh ngồi cùng với các nhà kháng học, tôi nói với họ, lời của Thăng Ân Tỷ không sai, chúng ta phải tìm lại ba nền tảng của nho thích đạo đây chính là nền giáo dục phổ thế tinh thần của khổng mạnh tinh thần của đại thừa là gì chúng ta dùng một câu nói đơn giản để mọi người dễ nhớ tinh thần của khổng mạnh có bốn chữ là nhân nghĩa trung thứ rất dễ nhớ không nói thành nhân Mà nói thủ nghĩa Đạo phu Tử chỉ có trung thứ mà thôi Áp dụng bốn chữ này là được Nhân là thương người Nghĩ đến bản thân Phải nghĩ đến người khác Vật mà mình không muốn Thì đừng đem cho người khác Nhân là thương người Thương người sao có thể hại người Đâu có đạo lý này Nghĩa là tuân thủ đạo lý Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Hợp tình, hợp lý, hợp pháp Gọi là nghĩa Chu đáo mọi bề Trung, trung nghĩa là nhất tâm Không thiên lệch, không tà hủy Thứ, thứ là tha thứ cho người khác Bất luận là ai, là việc sai đã đến đâu Phạm tội lớn đến đâu Đều phải tha thứ cho họ Đừng trách cứ Đương nhiên càng không thể xử phạt họ Vì sao vậy? Vì không ai dạy họ Không ai dạy họ Họ làm sai thì phải tha thứ họ Họ không hiểu Chúng ta bỏ quên nền giáo dục này đã 100 năm nay Mấy đời đều không biết trong kinh này Đức Phật nói rất hay Tiên nhân bất thiện vô tri Tiên nhân là ai? Là cha mẹ, ông bà, ông bà cố Họ không biết Không hiểu đạo đức Không có người dạy Đừng nên trách họ Người đời sau phạm sai lầm này Đừng nên trách họ Phải như thế nào? Phải dạy họ Dạy thật tốt Chúng tôi đã làm thí nghiệm ở Thành Trì Khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc Con người sao dễ dạy đến thế Mới dạy để tử quy ba tháng Họ thực sự thực hành Lương tâm gọi lên Không còn muốn làm chuyện xấu nữa Làm chuyện xấu cảm thấy như thế nào Cảm thấy mất mặt Cảm thấy sỉ nhục Điều này chứng minh lời của Tổ Tông nói không sai Nhân chi sơ tánh bổn thiện Cho nên chúng tôi là thí nghiệm ở Thanh Trì Chứng minh được hai vấn đề Thứ nhất là tánh người vốn thiện Một điều nữa là con người rất dễ dạy Nếu không dạy họ thì không còn cách nào khác Nếu như chịu dạy họ sẽ không khó khăn lắm Thí nghiệm của chúng tôi đã thành công quả thật là không đơn giản chúng tôi đã phát biểu báo cáo thí nghiệm này tại liên hiệp quốc giới thiệu cho toàn thế giới cho nên hiện nay có rất nhiều nơi đang thưởng thức muốn làm một điểm thí nghiệm tốt rất khó được bây giờ úc châu muốn thí nghiệm indonesia cũng muốn làm thí nghiệm malaysia cũng dự định làm Đài Loan đang làm Làm việc tốt Không cần lớn một khu vực nhỏ là được Trung Quốc cũng có người nói với tôi Họ muốn làm thí nghiệm Họ nói với tôi muốn làm ba điểm Tôi nói không được Ba điểm quý vị không làm tốt được Tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm Làm tốt một điểm Ít nhất phải trên 10 năm đến 20 năm Mới có thể làm điểm thứ hai Đừng gấp gáp phát triển Vì sao vậy? Vì quý vị không đủ sức Nếu một điểm có thể làm được Hai ba mươi năm khá vững chắc Có thể phát triển thêm điểm thứ hai Điểm mô phạm rất quan trọng Cho nên ở đây chúng ta cũng nên phát Tức phổ phát Mọi người đều phổ biến phát Phát nguyện của Di Đà Nguyện của Phật Di Đà chỉ có một việc Là giúp tất cả chúng sanh khổ nạn Giúp tất cả chúng sanh mê hoặc Nhanh chóng giác ngộ Dùng phương pháp gì? Dạy học Dạy như thế nào? Bắt đầu thực hành từ bản thân nhất định phải dùng thân giáo làm nền tảng Khổng tử dạy học thành công Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học thành công Đây là điều lúc tôi làm thí nghiệm ở Thang Trị Ngày đầu tiên tôi nói với các thầy cô Tôi nói bây giờ quý vị đều là thầy cô giáo Thầy cô giáo gì? Thầy cô giáo Thánh Hiền Tôi xưng hô với họ như thế Tôi nói khổng tử dạy học thành công Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học thành công Dựa vào điều gì? Bản thân đã thực hành được điều đó Trong đệ tử quy tổng cộng Nó đến 113 vấn đề Nếu bản thân mình không thực hành Thì không thể dạy người khác Người ta không tin Trước tiên quý vị phải thực hành nó Tôi nói Điểm khác nhau giữa thánh nhân và phàm phu chúng ta Là bản thân họ làm được Rồi mới nói Đây là thánh nhân Nói bản thân nhất định làm được Đây là khi nhân Nói nhưng bản thân không làm được Đó gọi là gạt người Thầy giáo gạt người sẽ không thành công Thầy giáo thánh nhân nhất định thành công Đó là yêu cầu của tôi đối với các thầy cô giáo Lúc đó chỉ có 37 thầy cô giáo Chưa đến 40 người Tôi yêu cầu họ 4 tháng là thực hành được Không ngờ Họ quả thật Không phụ lòng tổ tông Không phụ truyền thống văn hóa Hai tháng là họ đã hoàn thành tôi đúng là rất cảm kích rất khó được hai tháng đã thực hành được đệ tử quy nói với tôi bước tiếp theo là làm gì tôi nghe được tin tức này quả là cảm kích đến rơi nước mắt được ngoài sức tưởng tượng Tôi nói rất tốt Mọi người đều đã thực hành được Vậy thì vào thực hành trong mỗi gia đình ở nông thôn Vì trấn này ở nông thôn Nó có 12 thôn Thầy cô giáo đi vào trong mỗi nhà ở nông thôn để biểu diễn Quý vị đi vào nhà đó Thấy người già giống như cha mẹ mình vậy Bản thân mình là con cái của họ Bây giờ ta đi làm Đang sở trở về nhà Khi về nhà dùng thái độ như thế nào đối với cha mẹ thực hành theo đệ tử quy điều này khiến mọi người đều cảm động người già ở nông thôn đều cảm động rơi nước mắt cảm thấy mình chưa dạy tốt con cái thầy cô quý vị tốt hơn con cái chúng tôi con cái của họ nhìn thấy cũng cảm động chúng ta có lỗi với cha mẹ bất hiếu với cha mẹ không được như các thầy cô như vậy đã làm họ cảm động à, là, đi vào từng nhà ở nông thôn để thể hiện tinh thần của đệ tử quy Ba mươi mấy thầy cô giáo này luôn lưu trong 12 thôn trang. Như vậy là hai tuần một phòng. Sau đó tuyên bố với mọi người, trung tâm mở lớp học. Tự nhiên họ đến. Vì sao vậy? Vì họ đã biết. Đi vào từng nhà ở nông thôn chính là phương pháp chiêu sinh của chúng tôi. Chúng ta làm sao để phổ biến truyền thống văn hóa? Trước tiên tôi làm cho quý vị thấy, sau đó mới mời quý vị đến học tập. ba tháng chưa đến bốn tháng thì đếp sống của trấn này xoay chuyển 180 độ rõ ràng mức độ phạm tội giảm nhẹ giảm ít rất nhiều chuyện trộm cắp hầu như không có người người đều nhường nhịn nhau không tranh giành Người đòi ly hôn Cũng không liên hôn Gia đình hòa thuận Quan hệ mẹ chồng nàng dâu đều rất tốt, làng xóm giao tiếp đều sẽ có lễ độ, đều biết nhường nhịn. Trước đây là tranh, việc nhỏ cũng không nhường nhịn nhau. Bây giờ đôi bên nhường nhịn nhau. À, khi tôi ở hồng kông họ đưa tin tức này cho chúng tôi gọi điện nói với chúng tôi đây là việc tốt tôi nói điều này rất khó được tôi liền suy nghĩ làm sao để giới thiệu cho liên hiệp quốc cho nên tôi cảm thấy chúng tôi làm điều này không phải năng lực của chúng tôi mà là nhờ tổ tông gia trị ta bảo gia hộ hai tháng sau liên hiệp quốc đến tìm tôi cơ hội của chúng tôi đã đến có được một cơ hội như thế ở paris tổng bộ tổ chức giáo khoa văn liên hiệp quốc chúng tôi làm triển lãm ba ngày chỉ làm công tác báo cáo ở tiểu trấn Hàng Trì Mất hết 8 tiếng Nói rất tường tận Sau hội nghị Lưu lại ở tổ chức giáo khoa văn Có đại biểu đặc sứ của 192 quốc gia Đều hy vọng được đến Hàng Trì để khảo sát tham quan Quý vị xem Một điểm nhỏ như thế Nhưng nó sản sinh tác dụng rất lớn Cho nên chúng tôi rất chờ đợi quốc gia làm việc này Chúng tôi đã làm ra tấm gương Mọi người đã có niềm tin Hy vọng quốc gia làm việc này Nếu quốc gia làm trước một điểm sau điểm thí nghiệm đó Quốc gia dần dần có thể làm 10 điểm, 20 điểm Tôi tin một năm sau Xã hội sẽ an định Ảnh hưởng trên toàn thế giới Văn hóa truyền thống xưa Toàn thế giới Sẽ sanh khởi tính tâm Thật sự học theo Trung Quốc Đó chính là thằng Ân Tỷ đã nói Thế kỷ 21 là thế kỷ của người xưa Câu nói này của ông có ảnh hưởng rất lớn Vì sao vậy? Người khác không biết dùng ý thật sự trong câu nói của ông Cho rằng sau khi Trung Quốc quật khởi sẽ báo thù Trong quá khứ họ đến xâm chiếm Trung Quốc Bây giờ họ khởi lên nhất định phải trả thù, phải sửa thật Cho nên người nước ngoài đều sợ hãi Thật ra họ không hiểu ý của Thanh Ân Tỉ Những gì ông nói là sự thật Trung Quốc quật khởi là quật khởi về văn hóa Không phải quân sự Không phải khoa học kỹ thuật Cũng không phải công thương nghiệp là văn hóa Văn hóa có thể giải quyết được vấn đề Ngoài văn hóa ra Không có phương pháp nào có thể giải quyết được Chúng ta phải biết điều này Cũng phải khiến cho người trên toàn thế giới biết Để mọi người an tâm Cố gắng tìm lại nền tảng văn hóa truyền thống này Đương nhiên trên quốc tế Chúng ta cũng không thể chuyên nói về văn hóa xưa này Chuyên nói về truyền thống văn hóa xưa Thì người ta không phục Cho nên bây giờ chúng ta gọi là Đề xứng truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc Truyền thống văn hóa của mỗi tôn giáo Chúng ta đều tiền cái chung trong cái riêng để giúp thế giới này hóa giải xung đột khôi phục trở lại nền an định cho xã hội trên toàn thế giới thế giới hòa bình có thể làm được không phải không làm được điểm thí nghiệm đặt ở vị trí hàng đầu không có điểm này rất khó nói cho nên điểm này quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác mấy năm trước con có tinh thần để nghĩ đến những vấn đề này bây giờ thì tuổi tác đã lớn tinh thần này cũng không còn cho nên bây giờ phải dựa vào đời sau Bản thân tôi những năm còn lại Chuyên môn giảng kinh Ngoài việc giảng kinh ra Tôi không làm gì cả Chưa bị nên biết Giảng kinh rất quan trọng Trong kinh điển Rất nhiều điều hay Rất nhiều tin tức Đối với cá nhân Đối với gia đình Đối với xã hội Đối với quốc gia Đối với thế giới đều có ích Kinh không thể không giảng Giảng kinh an vui hơn tất cả Thầy Phương nói với tôi Hưởng thụ cao nhất của đời người là gì? Là ngày ngày giảng kinh Là hưởng thụ cao nhất của đời người Pháp hỷ sung mã. Rất nhiều đồng học cùng chí hướng như thế Mọi người cùng nhau chia sẻ Điều này an vui biết bao Thế gian này đi đâu để tìm Cho nên phải phát nguyện của Phật Di Đà Phải học hành của tỳ Kheo Pháp Tạng Không những có nguyện mà chúng ta cần phải hành trì Cần phải thực hành Thực sự muốn giúp quốc gia này Giúp dân tộc này Giúp toàn thế giới đi đến an định, hòa bình Giúp toàn thế giới Tương lai đều có thể đi đến đâu Học tập của thánh nhân Học Dạy học Đây là dạy học của thánh nhân Thành tựu của học sinh Bậc thứ nhất là thánh nhân Bậc thứ hai là hiền nhân Bậc thứ ba là quân tử Thánh hiền quân tử là danh xưng của ba học viện Giáo dục như thế Quý vị có thể tưởng tượng được Chính trị là chính trị của Thánh Hiền Chế độ là chế độ của Thánh Hiền Xã hội là xã hội của Thánh Hiền Đây là thật, không phải giả Như vậy mới thực sự hiểu biết về văn hóa xưa Không còn gọi nó là phong kiến, là mê tín, là chuyên chế nữa Không có Ngày xưa có những hiện tượng này đều là quân quân cuối thời đại Họ là gì? Hưởng thụ tài sắc danh tự thùy của cá nhân Họ liền mất nước Trong cung đình tiếp thu nền giáo dục là gì? Là giáo dục thánh hiền Chúng ta không thể không biết điều này Khi hiểu rồi Quý vị mới sanh khởi tâm cung kính Đối với các bậc thánh hiền Mới hiểu được họ Cho nên ngày xưa hoàng đế chịu trách nhiệm của hoàng đế ngày họ nhậm chức gọi là đăng cơ là ngày nhậm chức việc đầu tiên là gì là lập thái tử tức chọn người kế vị tiếp theo mời người có đức hạnh nhất có học vấn nhất trong quốc gia làm thầy giáo dạy họ các con em của Văn Võ Bá quan cùng học với họ Chính là sườn cột đời kế tiếp của triều đình Đang phun bồi họ Dùng tâm phun bồi như thế từ đời này qua đời khác Chỉ cần những học sinh này tuân thủ giáo huấn của tổ tiên Tuân thủ lời dạy của thầy giáo Mỗi người đều là thánh hiền quân vương, vương. Trái với đạo đức Chúng ta gọi là bất hiếu cha mẹ Phản bội sư đạo Hoàng đế này chính là vị hoàng đế cuối cùng của thời đại Họ sẽ bị nhân dân lần đổ trừ Thay đổi triều đại Thầy tôi là ông Phương Đông Mỹ nói rằng Pháp tờ nhà chu định rất hay Pháp trị quốc là chu lệ do Chu Công biên soạn. Chu Công là thánh nhân, là người mà khổng tử khâm phục. Bộ sách này là Chu Công biên soạn. Thế tôi nói, nếu con cháu đời này qua đời khác của nhà Chu đều tuân thủ bộ pháp điển này, không dám trái phạm thế nói bây giờ vẫn là nhà Chu. Vì sao vậy? Chúng ta lật sách này ra xem sẽ hiểu Từng câu từng chữ đều là nghĩ cho nhân dân Không có vì mình Cho nên đây là thánh nhân Các quốc vương ngày xưa Ba chữ thiên bẩm là sứ mạng của họ Quân thân sư quân nghĩa là lãnh đạo quý vị lãnh đạo nhân dân trong quốc gia này đi về đâu đem đến cho họ hạnh phúc mỹ mãn an vui lãnh đạo theo phương hướng này là đúng thân quý vị là cha mẹ của dân họ là con dân của quý vị quý vị phải cố gắng phun bồi họ sư là thầy quý vị là thầy nên cố gắng dạy họ quý vị xem nuôi dưỡng trăm họ dạy bảo trăm họ lãnh đạo trăm họ dẫn dắt đến xã hội của thánh hiền ba chữ này là thiên chức của họ họ không làm được không làm tốt ba chữ này như vậy chắc chắn sẽ mất nước nước mất nhà tan thực hiện tốt ba chữ này có thể làm tốt sáng 70% Chính là vị hoàng đế tốt Cho nên ngày nay chúng ta phải nhận thức truyền thống văn hóa xưa Phải nhận thức về tổ tông Chúng ta không thể từ bỏ tổ tông hán tộc này Tôi tin rằng cùng một tổ tiên là viêm hoàng thế trụ viên đế là thần nông thị sớm hơn nữa là phục khi thị đây là một hệ thống đều là đời sau của phục khi đều là con cháu của viên hoàng nếu quý vị xem gia Phổ nhất định quý vị nhìn thấy tìm lại tổ tông trước đó là người một nhà Họ này của tôi Gia phổ của tôi vẫn còn Rất may mắn còn bảo lưu được bốn gia phổ này Tổ tông là hoàng đế Từ hoàng đế tính đến đời của chúng ta Đến đời này là 136 đời 4.500 năm Vào thời hoàng đế Ông có 25 người con Lúc đó có 40 họ Về sau phát triển thêm Tôi tin trong Bách Gia Tánh Hơn 400 họ đều là người một nhà Bây giờ họ ở Trung Quốc Bao gồm dân tộc thiểu số Tổng cộng có hai vạn 4 ngàn họ cho nên bên dưới chúng ta là Vạn tánh tiên tổ chỉ niệm đường Không phải là trăm họ Là hơn hai vạn bốn ngàn họ Một dân tộc lớn như thế Một nền văn hóa lịch sử lâu dài Trên thế giới không tìm được nhà thứ hai Cần phải yêu dân tộc, yêu quốc gia, yêu truyền thống văn hóa Đặc biệt là Đại Thống Nhất Người ngoại quốc rất hâm mộ điều này Vì Thống Nhất Chỉ là không có, có chiến tranh Quý vị xem Hàng Ngân Tỷ Và Trì Điền Đại Các Người Nhật thống nói thống chuyện Tôi đã thống xem thống CD này Trong đó có một đoạn nói đến Làm sao để tiêu diệt chiến tranh trên thế giới ông nói có một biện pháp hay là toàn thế giới thống nhất thành một quốc gia như vậy sẽ không còn chiến tranh nữa ai có tư cách thống nhất thế giới Thằng ân tỷ nói là cười xưa lý do là gì ngày xưa từ thời nhà tần thống nhất mãi đến nay vẫn duy trì được sự thống nhất người xưa có trí tuệ thống nhất có phương pháp thống nhất có kinh nghiệm thống nhất Có thành quả thống nhất Ở đây mọi người đều biết Âu Châu La Mã thống nhất Âu Châu một ngàn năm Sau khi diệt vong không còn thống nhất nữa Chỉ có Trung Quốc duy trì được Họ có kinh nghiệm Họ có trí tuệ Trí tuệ kinh nghiệm ở đâu Kinh nghiệm ở trong lịch sử trí tuệ ở trong kinh điển Cho nên không thể không đọc kinh sử Quý vị phải đọc kinh Trí tuệ 5.000 năm do quý vị kế thừa Đọc sử, kinh nghiệm 5.000 năm cũng do quý vị kế thừa Không tuyệt vời ư Từ đây chúng ta không thể không cảm ơn trí tuệ lớn của Tổ Tông Trí tuệ hơn người Không tìm thấy trên thế giới Đó là gì? Là phát minh văn cổ Đây là trí tuệ đáng nể Dùng phương pháp này Để truyền thừa trí tuệ và kinh nghiệm của họ Mấy ngàn năm không thay đổi Cho nên tổ tông biết Ngôn ngữ chúng ta sẽ thay đổi Văn tự và ngôn ngữ trên toàn thế giới là nhất trí cho nên cách mấy trăm năm, mấy ngàn năm Xem không hiểu được mấy ghi chép đó Một số nhà khảo cổ học đi khảo cổ vẫn chưa chắc là chính xác Quý vị xem tổ tông chúng ta Họ biết trước điều này Cho nên tách rời ngữ và văn Tách rời ngôn ngữ và văn ngôn Ngôn ngữ là tùy theo thời đại mà thay đổi Tùy theo khu vực mà thay đổi Văn ngôn thì vĩnh viễn không thay đổi Toàn ngôn có khó không? Không có Tôi từng xem Lúc nhỏ tôi từng xem Vào đầu năm dân quốc học tiểu học Học sinh lớp 5, lớp 6 viết văn Viết tập làm văn Chọn bài văn cho học sinh tiểu học viết Khoảng 11, 12 tuổi mười tuổi mười một tuổi mười hai tuổi khoảng tuổi này văn mà chúng viết bây giờ học sinh tốt nghiệp đại học hoa văn xem không hiểu vì sao lúc đó trẻ em mười tuổi viết văn hiện nay sinh viên hai mươi mấy tuổi tốt nghiệp đại học đều xem không hiểu do không có học con chúng học từ nhỏ Tôi học Phật Thầy Lý dạy chúng tôi Vì sao vậy? Học Phật cần phải đọc kinh Kinh điển cũng viết bằng văn cổ Phiên dịch trẻ nhất là Nam Tống Sớm nhất là thời nhà Hán Từ Hán đến Nam Tống là 800 năm Công tác phiên dịch từ Kinh Phật truyền đến Trung Quốc Lượng phiên dịch lớn nhất là thời tùy đường Chính là Đại Tạng Kinh bây giờ Văn tự rất nhất quán Quý vị không thể không hiểu Phải như thế nào mới đọc được văn cổ Thầy dạy chúng tôi Đọc thuần thuộc 50 bài văn cổ Lúc đó sách chúng tôi dùng là cổ văn quán chỉ Cổ văn quán chỉ có hơn 300 bài Thầy chọn trong này 100 bài có thể đọc thuần thuộc 50 bài Tiêu chuẩn là phải thuộc Quý vị sẽ có năng lực đọc được văn cổ Nếu như có thể thuộc 100 bài Quý vị có thể biết văn Chúng tôi một tuần học một bài Hai năm là hoàn thành Hai năm chính mình có thể viết văn ngôn rất tốt Bởi vậy nó không khó Ngày xưa, công việc này là lúc học tiểu học. 12, 13 tuổi đã học xong. Họ đã làm được. Không khó. Quý vị không học mới khó. Học sẽ không khó. Công cụ này chính là chìa khóa vàng. Quý vị phải lấy được nó. Quý vị xem tứ khố toàn thư Đại tạng kinh Nếu cầm được chìa khóa vàng này Thì toàn bộ là của quý vị Không có chìa khóa này Thì tứ khố để đó Chỉ để làm kiểu Quý vị xem không hiểu Đại tạng kinh cũng không thể thâm nhập được Cho nên Học những kinh sách này Đều là cách của cổ nhân Đơn giản nhưng có hiệu quả Chúng ta chuyên tâm học tập Bỏ ra hai năm công phu Buông bỏ tất cả Chuyên nghiên cứu cổ văn Như vậy là cầm được chìa khóa Hai năm chuyên đi lấy chìa khóa này Khi lấy được Quý vị mới thấy cảm kích trí tuệ của người xưa Là đệ nhất trên thế giới Phát minh này rất đáng nể Có thể đem trí tuệ ngàn năm mấy vạn năm của tiền nhân Truyền bá một cách hoàn chỉnh Không có sai lầm Cho nên Kinh điển là học vấn Lịch sử là kinh nghiệm 25 bộ sử của Trung Quốc Trải qua bao đời Đều ghi chép rất phong phú Kinh nghiệm của lịch sử có học vấn, có kinh nghiệm Mới có thể giải quyết vấn đề Tuổi tác của tôi cũng đã lớn Cổ nhân thường nói 73, 84 diêm vương không mời cũng tự đi Tôi đã 84 tuổi Gọi là tuổi già sắp hết Đây là thật, không phải giả Cho nên Tất cả hy vọng đều ký thác vào lớp trẻ quý vị Học thật Làm thật Muốn làm cánh nhân Muốn làm hiền nhân Muốn cứu vãn dân tộc này Quốc gia này Truyền thống văn hóa Cần có hai năm đặt nền tảng Hai năm thực hành đệ tử quy Cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp Sa di luật nghi Đây không phải để đọc Không phải học thuộc Mà phải thực hành được Học một trăm bài cổ văn Lấy được chìa khóa Nền tảng đức hạnh đã vững vàng Quý vị có nền móng của Thánh diện Cố gắng học tập kinh sử Thành tựu không có Phân lượng kinh sử quá lớn Không sao đọc hết được Cổ nhân đừng nghĩ đến Cổ nhân đem tứ khố Từ trong tứ khố toàn thư Trích dẫn tinh hoa của nó Lấy những bài hay nhất Biên tập thành một cuốn sách Quý vị đọc cuốn sách này Đồng nghĩa với đồng toàn bộ tứ khố Sách này đầu năm dân quốc Do nhà sách thương vụ xuất bản Lúc đó vừa mới mở cửa Đều là đại sư quốc học làm công việc này Bảo tồn và phát triển rộng rãi truyền thống văn hóa xưa tên của sách này là quốc học trị yếu quốc trong chữ quốc gia học trong chữ học tập trị trong chữ trị lý yếu là trọng yếu quốc học trị yếu một bộ sách tám cuốn dạy như vậy tôi chưa tìm thấy bộ sách này nhưng tôi biết là có bộ sách này quý vị xem cổ nhân dụng tâm biết bao trị quốc bình thiên hạ chúng ta gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đường thái tông biên soạn một bộ sách tên là quần thư trị yếu tôi rất cảm kích tôi cũng không biết là vị phật tử nào tặng bộ sách này cho tôi tôi không biết là ai tặng Tôi mở 30. ra xem Sách này là đầu năm dân quốc Hình như là năm thứ 19 dân quốc Tôi sinh vào năm 16 dân quốc Lúc tôi 4 tuổi Nhà sách thương vụ xuất bản bộ sách này vốn là sách của người Nhật Bản Tôi mở ra xem thì biết là bản của Nhật Bản Hình như bộ sách này chưa ai đọc đến Nó còn mới Không có dấu lật trang Đã hơn 70 năm Bây giờ tôi giao bộ sách này cho nhà sách Thế giới Đài Loan Tôi nhờ họ in 3.000 bộ Tu thân, đề gia, trị quốc, bình thiên hạ In 3.000 bộ sách này để làm gì? Tặng 1.000 bộ cho đảng Cộng sản Tặng 1.000 bộ cho đảng quốc dân Tặng 1.000 bộ cho đảng dân tiếng Đài Loan Tặng cho những người làm chính trị Tôi lấy tiền đi in Sau khi in xong đem tặng cho họ Làm quan quý vị phải y theo trong này Như vậy thì thời đại này Lại trở về nền chính trị của trinh quán đường Thái Tông Sách này là gì? Cũng là từ trong kinh sử tử tập Những gì có liên quan đến đạo lý trị quốc bình thiên hạ Hội tập lại một nơi Khoảng hơn 50 vạn chữ Đọc sách này tức là quý vị đã đọc mươi loại sách hay nhất Hội tập lại một chỗ Tôi hy vọng nhanh chóng in nó ra Bản đẹp Bản này chữ rất rõ ràng Chỉ là hơi nhỏ một chút Bây giờ tôi phóng to nó ra Phóng thành bản cổ 16 Xem rất thoải mái Tôi không đọc nó Tôi không làm điều này Tôi ngày ngày đọc kinh Tôi biết có những bộ sách hay này Tôi chỉ cần tìm được Và lưu thông số lượng lớn Cúng dường đại chúng Hy vọng là Nền văn hóa của chúng ta Có thể đem đến cho thế giới Sự hòa bình an định Quan trọng nhất là chúng ta thật sự hiểu biết về truyền thống văn hóa Phải hiếu thảo cha mẹ Phải tôn sư trọng đạo Tuyệt đối phải tuân thủ luân thường đạo lý Các bậc thánh hiền xưa Tôi tin rằng Tuyệt đối không chỉ là 5.000 năm 5.000 năm là có văn tự 4.500 năm trước, Hoàng đế phát minh ra văn tự. Trước Hoàng đế, từ phục thi về bác quái cho đến Hoàng đế là khoảng 1.000 năm. 1.000 năm này vì không có văn tự, cho nên trên mai rùa và sừng thú có vẻ những thứ này. Chúng ta gọi là văn giác cố. Từ khảo cổ mà nói, có thể khảo chứng Trung Quốc 5.000 năm. Vì thế mà tôi tin lời khổng tử Ông nói ông là Thuần nhi bất tác Tính nhi thắng cổ Câu này đáng để hậu nhân chúng ta làm tấm gương Khổng tử Đi theo nghiệp dạy học Suốt đời không có sáng tạo Không có phát minh phật mà không trước tác không có sáng không biết, tạo không có phát minh hay nói Cái cách khác, đó, khác những gì ông học đó, gì đó, 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 những gì đó, ông tu những gì đó, ông dạy và những gì ông truyền cho hậu thế đều đó. là của tiên nhân trong quá khứ thánh hiền tổ tông tương truyền từ đời này qua đời khác cho nên gọi ông là tập đại thành truyền thống văn hóa xưa không thua ấn độ Ấn Độ có hơn 10.000 năm Tôi tin là truyền thống văn hóa của ta Cũng có hơn 10.000 năm Ngụ luân ngụ thường tướng duy bác đức Chắc chắn là tổ tông truyền lại Không phải người thời đại khổng tử phát minh ra Vì khổng tử cách chúng ta 2.500 năm Nhất định là trước 10.000 năm Những gì truyền bằng miệng rất đơn giản vì sao? Vì như vậy sẽ không có sai lầm Quý vị xem ngũ lưng có 20 chữ Phụ tử hữu thân Quân thần hữu nghĩa Phu phụ hữu biệt Trưởng ông sử tượng bằng hữu sự tính quý vị thấy chỉ có hai mươi chữ như vậy sao có thể truyền sai được truyền mười vạn năm cũng không truyền sai người này truyền qua người khác nó chỉ có vài câu hai mươi chữ đây là gì đây là nói về mối quan hệ phải hiểu rõ quan hệ giữa người với người ngũ thường có năm chữ như vậy sai được chăng đây là đạo lý là người cơ bản thường là vĩnh viễn không thể mất đi Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính Quý vị thấy chỉ có năm chữ Tứ duy có bốn chữ là Lễ, nghĩa, liêm sĩ Bác Đức có tám chữ là Hiếu, lễ, trung tính, nhân, ái, hòa bình Như vậy sao có thể quên được Truyền mười vạn năm cũng không truyền sai Quý vị xem lại mấy ngàn năm học thuật Đều không ra khỏi phạm vi này Đây chính là cương lĩnh chung Tứ Thư, Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh đều không ra khỏi phạm vi này Phần lượng của Tứ Cố Toàn Thư nhiều như thế Cũng không ra ngoài phạm vi này Tình tuyển tổ tâm lưu lạc Chỉ cần chúng ta làm theo Thiên hạ sẽ thái bình Cá nhân được hạnh phúc Còn như trái lại những gì cổ nhân dạy Tai họa liền theo đến Người xưa không phiền phức ngôn ngữ văn tự đều đơn giản khái quát rõ ràng đây là tiêu chuẩn phải đơn giản phải trọng tâm còn phải tường tận rõ ràng yêu cầu bốn tiêu chuẩn này đây là gì ngôn ngữ hay văn tự hay truyền thống hay như thế chúng ta phải cứu thế giới ngày nay toàn bộ thế giới đều động loạn phải cứu thế giới muốn cứu thế giới thì phải cần đến truyền thống văn hóa này không có nó không thể cứu vãn được hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật